Xin chào tất cả cô chú anh chị đã cùng quay trở lại với kênh mua bán xe cũ chính hãng của nhóm xe cũ Văn Thắng, và em là Minh Long. Thì ngày hôm nay em Long sẽ giới thiệu tới cho anh chị một mẫu xe SUV gầm cao đến từ nhà Toyota, đó là Fortuner phiên bản máy xăng 2 cầu số tự động anh chị nha. Xe này thì được sản xuất vào 2019 và đang mang nước sơn là màu đồng ánh kim, rất là đẹp luôn anh chị. Đối với dòng 2 cầu này thì anh chị gần như sẽ sử dụng được trên mọi địa hình. Những cái cung đường đẹp, cung đường trường thì chúng ta để chế độ một cầu chúng ta chạy. Nếu như mà gặp cung đường xấu hoặc là anh chị cần vượt qua những cái đầm lầy, những cái đường cực kỳ xấu thì chúng ta chuyển qua là 2 cầu anh chị nha. Thì một tí xíu nữa em Long sẽ chia sẻ cái cách mà anh chị có thể là chuyển cầu để có thể dễ dàng sử dụng. Còn nói về chất xe thì đi được 80.000 cây, giá bán là 835 triệu đồng. Bên em vẫn còn hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình. Ở phần đầu xe thì đây là cái hệ thống đèn chiếu sáng được thiết kế zin theo xe anh chị nha. Những cái đèn nhỏ như thế này đều là zin theo xe hết. Thì đối với phiên bản máy xăng này, xe được trang bị hệ thống đèn projector nên là cái ánh sáng nó sẽ rất là sáng và cực kỳ tốt. Lưới tản nhiệt sẽ được mạ chrome sáng bóng như thế này anh chị, giúp cho phần đầu xe nó trông khá là sang. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ coi sơ về cái phần vỏ xe. Thì vỏ xe này đang là vỏ zin theo xe. Đây anh chị, tầng thứ 35 của đời 2019, vỏ zin theo xe 80.000 cây. Đó, thì rất là ok anh chị nha, vẫn đang còn sử dụng được. Rồi, tình trạng mâm này đang là mâm phay đa chấu và thắng được sử dụng là hệ thống thắng đĩa. Về cái phần mà rotin thước lái ở trong này nè anh chị, thì cái chỗ này bên em đã kiểm tra qua và hoạt động bình thường anh chị ha. Di chuyển lên phía trên này thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống gương. Gương này là gương gập điện chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ xi nhan trên gương. Phim cách nhiệt, vài che mưa cũng đã có rồi. Xe thì cũng đã qua cái tình trạng là dặm tút cũng như là sơn lại một vài chỗ bị chảy xước. Thì cái phần nước sơn này bên em sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm. Nước sơn rất là đều màu, rất là đẹp anh chị. Bên em là sơn tại hãng anh chị nhé, nên là cái chất lượng sơn nó cũng sẽ tốt hơn. Đây, phần vỏ ở phía sau đây anh chị. Vỏ này thì cũng đang là vỏ zin theo xe anh chị ha. Nó sử dụng là 4 thắng đĩa, đi rất là an toàn. Đây anh chị coi cái lồng về này, từ 2019 cho tới bây giờ, rất là đẹp anh chị. Rồi chúng ta đi xuống phía dưới này thì sẽ được trang bị hệ thống đèn cảnh báo là full LED. Ở phần đuôi xe, đây là form 2019, form cũ thì anh chị sẽ được trang bị 2 cảm biến va chạm ở phía sau. Camera dè đầy đủ hết cho mình rồi anh chị ha. Hệ thống sấy kính sau nè, có cánh lướt gió nè, rồi vây anten đuôi cá mập thể thao nè, có một cái ba ga mui ở phía trên nữa anh chị, rất là đẹp. Dòng máy xăng thì đi sẽ hơi hao xăng, nó rơi vào khoảng tầm 12 tới 14 lít anh chị nha. Rồi bây giờ tiếp đến thì em Long sẽ gửi tới cho anh chị đó là cái phần nội thất ở phía bên trong này. Thì như em có chia sẻ thì xe cần vệ sinh lại một lần nữa để trước khi chào bán thì nó sẽ có những cái vết dơ. Thì những cái chỗ này bên em sẽ vệ sinh lại nên anh chị mình yên tâm. Lên xuống kính, chống kẹt cả 4 vị trí luôn anh chị. Ghế là có ghế lái chỉnh điện 8 hướng anh chị ha. Ở đây là có cốp điện luôn anh chị này. Đó, xe được trang bị là cốp điện. Chất xe là 80.000 cây, 214 km. Màn hình giải trí zin theo xe. Rồi các chế độ lái, tính năng khóa cầu, có cân bằng điện tử và có luôn cả hỗ trợ đổ đèo. Ở đây thì anh chị để ý giúp cho em Long cái núm này. Đây là cái núm mà anh chị sẽ chuyển cầu khi mà chúng ta có nhu cầu sử dụng với những cái cung đường xấu anh chị nha. Bình thường thì anh chị mình cứ để cho em một cầu anh chị chạy. Nếu mà đường xấu thêm một chút xíu thì anh chị có thể là chuyển qua chế độ 2 cầu để chúng ta sử dụng. 2 cầu này là 2 cầu nhanh anh chị nha. Rồi nếu như mà anh chị cần vượt qua đầm lầy hay là những cái đường cực kỳ xấu thì anh chị dừng xe lại, chuyển hộp số về chữ N giúp em. Sau đó anh chị chuyển qua là 2 cầu chậm. Đó thì anh chị mình sử dụng xe nó sẽ khỏe và nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Sau khi mà sử dụng xong thì anh chị cứ về N rồi chuyển qua chế độ như bình thường chúng ta sử dụng ha. Tiếp đến là cái hệ thống điều hòa. Thì điều hòa là điều hòa 2 vùng độc lập anh chị nhé. Đó, điều hòa 2 vùng. Những cái chi tiết vẫn đang còn rất là mới anh chị. Có đề nổ start-stop cho chúng ta. Có ga tự động cho chúng ta. rồi có lẫy chuyển số ở phía sau vô lăng. Đó. Cái phần vô lăng này thì nó bị chóc ra thôi, không sao. Mua xe cũ thì có những cái chi tiết mà nó bị hao mòn theo thời gian thì cái đó là chúng ta phải chấp nhận anh chị ha. Rồi tiếp đến sẽ là cái phần hàng ghế phía sau. Đây anh chị, hàng ghế phía sau của Fortuner thì ở đây anh chị sử dụng xe nhiều thì em cũng chia sẻ thêm cho anh chị nào chưa biết ha. Đó là cái hàng ghế thứ 3 của Fortuner anh chị. Thì khi mà chúng ta sử dụng ngồi để mà chở người thì cái đầu gối nó sẽ hơi co hơn so với là Innova hay là những cái dòng xe thuần 8 chỗ. Thì đổi lại thì anh chị sẽ có một cái không gian sử dụng ở phía trên này, nó tương đối là rộng rãi, thoải mái anh chị. Bộ ghế cũng còn rất là đẹp ha anh chị ha. Ghế căng, đẹp, không hề bị rách anh chị ha. Trần này vẫn đang là trần nỉ zin theo xe luôn. Tình trạng trần cũng còn rất là tuyệt vời. Phía sau này anh chị được trang bị một cái đốc sạc 12V để anh chị mình sử dụng những cái thiết bị di động. Trải sàn, lót sàn có đầy đủ hết rồi anh chị. Cửa là đóng chắc nịch. Đây, em đóng cánh cửa tài cho anh chị coi ha. Rất là chắc chắn anh chị. Rồi, như vậy là một vài hình ảnh cũng như là thông tin về chiếc Fortuner phiên bản máy xăng 2 cầu số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và với giá bán 835 triệu đồng bên em vẫn còn sẽ hỗ trợ ngân hàng cho anh chị. Ngoài ra bên em sẽ vẫn còn bớt một chút lọc khi mà anh chị mình tới xem xe trực tiếp để đàm phán anh chị nha. Cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi kênh của nhóm xe cổ Văn Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những chiếc xe sau ạ.